Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức trân trọng kính mời Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14, phát biểu bế mạc Liên hoan. Trân trọng kính mời đồng chí.